nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, anh em hãy cầu xin chủ ruộng sai thợ đến gặt cánh đồng lúa của người. Kính thưa anh chị em, giáo hội luôn luôn cầu nguyện để có những người thợ làm việc trên cánh đồng truyền giáo. Giáo phận Hải Phòng của chúng ta cũng luôn luôn tha thiết cầu nguyện để xin cho có nhiều linh mục và những linh mục thánh thiện. Đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta, hôm nay nhờ hồng ân của Chúa, chúng ta vui mừng đón nhận 8 anh em vào hàng giáo sĩ qua chức tư tế mà họ sẽ được lĩnh nhận trong thánh lễ này. Đây là nỗ lực cố gắng của các nhà đào tạo. Đây cũng là cố gắng của bản thân anh em trong thời gian đào luyện tại Đại Chủng Viện. Trong những ngày vừa qua, anh em đã qua những ngày tĩnh tâm để suy nghĩ, để cầu nguyện và nhất là để xin ơn Chúa trước khi có quyết định quan trọng này là được trao tác vụ phó tế. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy có cha tổng đại diện, các cha quản hạt, các cha trong giáo phận, các cha dòng đang làm việc trên địa bàn giáo phận Hải Phòng. Chúng ta cũng thấy có thân nhân gia đình của các tiến chức, có anh chị em ca đoàn Cecilia, tất cả làm nên vẻ đẹp của gia đình giáo phận Hải Phòng và tất cả cũng diễn tả niềm vui của chúng ta trong ngày hân hoan có thêm các thầy phó tế. Chúng ta hãy nói lên niềm vui ấy và chào hỏi nhau bằng một tràng pháo tay thật tròn rã. Tôi cũng xin kính chào quý ông bà và anh chị em là những người đang hiệp thông với chúng tôi qua thánh lễ truyền hình trực tiếp từ nguyện đường của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng. Xin quý ông bà và anh chị em cùng chia sẻ niềm vui với chúng tôi, cùng dâng lời tạ ơn Chúa với chúng tôi, nhất là cùng cầu nguyện với chúng tôi để những tiến chức hôm nay qua việc được trao ban tác vụ phó tế sẽ trở nên những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo, nhất là trở nên những linh mục thánh thiện để tỏa ánh vinh quang của Thiên Chúa giữa loài người và dẫn đưa con người đến để gặp gỡ Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, mỗi chúng ta đều là những con người phàm hèn tội lỗi, nhưng Thiên Chúa lại chọn gọi và trao sứ vụ quan trọng, đó là trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu linh mục. Mỗi chúng ta đều mang trong mình những yếu đuối. Giờ đây, chúng ta nài xin Chúa thương xót tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Linh mục, tu sĩ, giáo dân, tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Gia-cô-bê và Gio-an, con ông Giê-bê-đê đến gần người và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con một điều chúng con sắp xin. Người đáp: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giê-xu bảo:
Các con không biết điều các con xin. Các con có thể uống chén thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì không thuộc quyền thầy ban cho các con, nhưng điều đó dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ khác nghe chuyện đó liền bất bình với Gia-cô-bê và Gio-an. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần và nói: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, họ cai quản dân chúng với tư cách chủ nhân, và những người làm lớn có quyền cai trị dân. Phần các con thì không phải thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì người đó hãy tự làm đầy tớ các con, và ai muốn thành người thủ lãnh trong các con, người đó hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá chuộc cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, phó tế là người được đặt lên không hẳn lãnh nhận chức vụ linh mục, nhưng để phục vụ. Một trong các phận vụ phó tế là phụ giúp các giám mục và linh mục trong việc cử hành mầu nhiệm thánh, nhất là thánh lễ, trao mình thánh Chúa, chứng hôn, rửa tội, công bố và giao giảng tin mừng, chủ tọa lễ nghi an táng, và đặc biệt là công việc bác ái. Nghi thức phong chức phó tế gồm 3 phần: nghi thức tuyển chọn, nghi thức phong chức và diễn nghĩa. Khởi đầu nghi thức phong chức là nghi thức tuyển chọn ứng viên lên chức phó tế. Đây không hẳn là thiện ý của đương sự, nhưng chính là ơn Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn của Đức Giám mục giáo phận. Sau phần giới thiệu xong, cộng đoàn đáp tạ ơn Chúa và vỗ tay. Nghi thức tuyển chọn ứng viên. Xin mời các thầy sắp thụ phong phó tế tiến lên. Thầy Gioan Bautista Nguyễn Thành Dinh. Thầy Phêrô Trần Văn Trinh. Thầy Vicente Nguyễn Thanh Bình. Thầy Gioan Bautista Bùi Văn Thái. Thầy Gioan Kim Nguyễn Xuân Văn. Thầy Vicente Phạm Văn Giáp. Thầy Giuse Phạm Văn Công. Thầy Giuse Vũ Văn Công. Kính mời cha Francisco Trần Đức Thảo, phụ trách trùng sinh giáo phận, giới thiệu các tiến chức với Đức Tổng Giám mục. Kính thưa cha, Hội Thánh Mẹ chúng ta xin cha phong chức phó tế cho những anh em này. Cha biết những thầy này có xứng đáng không? Thưa, sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý của những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng.
Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và nhờ ơn Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức phó tế. Tạ ơn Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe bài tin mừng Thánh Marco chương 10 từ câu 35 đến câu 45. Nếu mỗi tác giả tin mừng đều chọn để diễn tả Đức Giêsu ở một khía cạnh nổi bật, thì Thánh Marco lại muốn trình bày Đức Giêsu như là người tôi tớ của Thiên Chúa. Trải dài trong suốt tác phẩm tin mừng của mình, Thánh Marco muốn nhấn mạnh tới điều này. Đức Giêsu đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu đến không phải như một nhà chính trị, không phải như một vĩ nhân theo kiểu người đời, nhưng đến như một người tôi tớ để phục vụ. Vì thế, tin mừng Thánh Marco chương 10 câu 45, tức là câu cuối cùng của đoạn phúc âm hôm nay chúng ta được nghe, được coi như đỉnh cao, được coi như một câu tóm gọn tất cả nội dung của tin mừng Thánh Marco. Câu 45 là gì? Là lời nói của Chúa Giêsu: vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Câu này được coi là câu đỉnh cao của tin mừng Thánh Marco, thưa quý ông bà và anh chị em. Đương nhiên không phải chỉ là một câu tuyên bố, nhưng Chúa Giêsu đã thể hiện sứ mạng của người tôi tớ trong suốt cuộc đời dương thế của người. Chính vì thế mà Thánh Marco diễn tả Đức Giêsu lúc nào cũng bận rộn. Từ sáng cho tới chiều, thậm chí tới đêm khuya và tảng sáng, người đã lánh ra một nơi để cầu nguyện với Chúa Cha. Đời sống của Chúa Giêsu suốt ngày luôn luôn bận rộn, và công việc của Chúa Giêsu làm là loan báo tin mừng, chữa lành những bệnh nhân và cầu nguyện tâm tình với Chúa Cha. Vì thế mà dưới ngòi bút của Thánh Marco, Đức Giêsu được diễn tả như một người tôi tớ Chúa, một người đến để phục vụ con người, một người đến để đem cho nhân loại tình thương của Thiên Chúa. Và như thế, nếu nhìn theo cái nhìn của người Do Thái, để trải dài suốt lịch sử của Cựu Ước, người ta sẽ thấy những lời tiên báo trong Cựu Ước về Chúa Giêsu đã được thực hiện. Tuy nhiên, việc hiểu sứ mạng của Chúa Giêsu thì lại không dễ dàng, ngay cả đối với các môn đệ là những người đã theo Chúa ít là 3 năm rồi. Hôm nay chúng ta thấy trong đoạn tin mừng Thánh Marco chúng ta vừa nghe kể đến việc các môn đệ tranh luận xem ai là người lớn nhất, nhất là kể đến việc hai anh em ruột, đó là Gioan và Giacôbê, xin với Chúa, một người ngồi bên tả, một người bên hữu của Chúa trong vương quốc của Chúa. Cái nhìn của Gioan và Giacôbê là cái nhìn đầy tham vọng, là cái nhìn đầy trần tục, là cái nhìn ích kỷ và là cái nhìn sai lệch. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nhân dịp này nói với các môn đệ về sứ mạng của Chúa. Đồng thời Chúa Giêsu cũng muốn nói lên những yêu cầu mà những ai theo Chúa thì phải đáp ứng. Đó là vua Chúa các dân thì tìm cách thống trị dân, nhưng các con thì không phải như thế. Ai muốn làm lớn hãy phục vụ anh chị em mình. Khi nói như thế thì Chúa chứng tỏ, Chúa dẫn chứng ngay chính bản thân người, để cho mọi người thấy con người đến trần gian
không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Thưa anh chị em, nếu Đức Giêsu đến trần gian như một người phục vụ, thì giáo hội cũng có sứ mạng chính yếu là phục vụ con người. 2000 năm qua, giáo hội luôn ý thức được điều ấy. Đến miền đất nào, đến nền văn hóa nào, đến quốc gia nào, thì giáo hội luôn luôn phải đặt vấn đề phục vụ con người lên trên hết. Các tông đồ ngay từ ban đầu đã ý thức được điều ấy. Một giáo hội vì con người, một giáo hội phục vụ con người, một giáo hội đem cho con người tình thương của Thiên Chúa để xoa dịu nỗi đau thể xác và tinh thần. Giáo hội của Chúa Kitô là giáo hội phục vụ con người, bất kể ở chế độ nào, bất kể thuộc hệ thống chính trị nào, bất kể ở quốc gia nào và bất kể ở nền văn hóa nào. Chính vì thế, một lúc nào đó, nếu một lúc nào đó giáo hội không thi hành sứ vụ phục vụ của mình, là giáo hội quên mất sứ mạng của Đức Giêsu đấng sáng lập giáo hội, và giáo hội cũng quên mất lý tưởng và đích điểm của mình. Linh mục, phó tế là những người được thiết lập, được chọn, được gọi, được phong chức để tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu. Chúng ta trở về với lời cầu nguyện nhập lễ mà chúng ta vừa nghe. Kính thưa anh chị em, giáo hội dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, cảm tạ vì Chúa đã ban cho giáo hội những tiến chức này. Đồng thời, giáo hội cầu nguyện để rồi những ai đã được thiết lập, được ban tác vụ phó thế thì luôn luôn khôn ngoan trong hành động, kiên trì trong cầu nguyện và hiền lành trong phục vụ. Đó là ba cái đức tính rất cần thiết của một phó tế. Kính thưa anh chị em và thưa anh em tiến chức, các con trong thánh lễ này được trao ban tác vụ phó tế, giáo hội nêu ba cái đức tính cần thiết: khôn ngoan trong hoạt động, kiên trì trong cầu nguyện, hiền lành trong phục vụ. Tác giả sách Công vụ Tông đồ đã kể với chúng ta việc thiết lập bảy phó tế đầu tiên để phục vụ bàn. Và lúc bấy giờ, số đông tín hữu càng ngày càng gia tăng, có những xích mích giữa những người nói tiếng Hy Lạp và những người nói tiếng Do Thái. Chính vì thế mà các tông đồ đã họp nhau lại để đặt bảy vị lo công việc giúp cho những nhu cầu vật chất và phân phát lương thực thực phẩm. Những người được đặt lên phải có tiêu chí là người khôn ngoan và đầy thánh thần, đồng thời cũng phải là những người được tất cả cộng đoàn yêu mến và quý chuộng. Chúng ta thấy tác giả là Thánh Luca đã liệt kê danh sách bảy vị được coi là bảy vị phó tế đầu tiên trong lịch sử của giáo hội. Vì thế trải qua lịch sử và qua những bài kinh thánh chúng ta vừa nghe trong thánh lễ này, anh em tiến chức thân mến, các con được chọn, được gọi và được sai đi để noi gương Đức Giêsu phục vụ, noi gương Đức Giêsu dấn thân làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Chứ phục vụ ngày hôm nay chúng ta cũng có những cái nhìn lệch lạc, phục vụ nhưng mà lại có lợi nhuận. Phục vụ thì mang theo lợi nhuận, như thế sự phục vụ ấy được hiểu là kinh doanh. Phục vụ đó là một dịch vụ chứ không phải là phục vụ theo đúng nghĩa. Mặc dù các nhà hàng, các khách sạn, các trung tâm thương mại người ta vẫn dùng chữ phục vụ, nhưng đúng hơn là phải nói chữ dịch vụ. Phục vụ theo nghĩa tin mừng không phải là một dịch vụ, bởi vì đó là sự phục vụ miễn phí, sự phục vụ luôn luôn ở tư thế sẵn sàng, và sự phục vụ noi gương Đức Giêsu đấng cứu độ trần gian. Chính vì thế mà anh em tiến chức thân mến, anh em hãy tâm niệm những gì mà giáo hội dạy chúng ta, tâm niệm điều mà Chúa Giêsu dạy để noi gương Chúa Giêsu phục vụ con người, phục vụ giáo hội,
phục vụ như giáo hội mong muốn, được thể hiện trong lời cầu nguyện, khôn ngoan trong hành động, kiên trì trong lời cầu nguyện và hiền lành trong phục vụ. Những đức tính ấy rất là cần thiết để làm nên vẻ đẹp của đời tu chúng ta. Bởi vì người sống đời tu là người muốn nên giống Chúa Giêsu. Người sống đời tu là muốn nên khôn ngoan trong hành động và luôn luôn kiên trì, miệt mài, chuyên tâm trong lời cầu nguyện, trong đời sống nội tâm sâu xa. Đồng thời, diễn tả hình ảnh của Đức Giêsu khi phục vụ, như Đức Giêsu nói: "Hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho các linh mục của địa phận chúng ta, cầu nguyện cho anh em tiến chức trong thánh lễ này, cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận, nhất là cầu nguyện cho mỗi thành phần dân Chúa trên mảnh đất Hải Phòng thân thương này đều mang tâm hồn truyền giáo, nghị lực truyền giáo, noi gương Đức Giêsu và để thực hiện điều Chúa Giêsu mong ước. Khi người sai các môn đệ đi, anh em hãy đi muôn dân, quy tụ mọi người, giảng dạy cho họ biết và rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó chính là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Amen.